Em ơi, em uống thuốc gì mà vội vàng thế? À, em uống mấy viên thuốc cảm ấy mà. Em mệt à? Em hơi mệt. Thế thì em uống thuốc rồi nghỉ sớm đi. Bây giờ anh phải lên cơ quan có việc. Ở nhà em ăn cơm trước đi nhá, không phải chờ anh đâu. Vâng, em biết rồi. Vâng, em cảm ơn sếp ạ. Vợ à? À, em chào chị ạ. Em ơi, hai người xem như tôi chết rồi phải không? Dám làm cho méo mả cả đông trong nhà tôi. Em ơi, em đôi gian vô dâm vô. Chị mà, em ơi, em bình tĩnh lại, anh và Thủy không làm gì nhau cả. Tôi không bị mù. Hai người dám ôm nhau, vuốt ve nhau trong nhà của tôi. Anh còn gì để nói nữa không? Ly hôn đi. Em nhìn lầm rồi, anh và Thủy không làm gì cả. Em, chị mà, ơi, chị làm sao đây ạ? Vợ cậu không có gì đáng ngại, khoảng 2 tiếng nữa là cô ấy sẽ tỉnh lại thôi. Vâng ạ. Nhưng mà... Dạ, thưa bác sĩ, vợ tôi còn gặp vấn đề gì nữa? Cậu có biết là vợ cậu đang uống thuốc điều trị bệnh tâm lý ám thị loại thứ phát hay không? Thế ạ? Bệnh này nếu như mà không uống thuốc đúng giờ sẽ gây ra ảo giác, mà ảo giác sẽ càng ngày càng tăng cao. Em ơi, em uống thuốc gì mà vội vàng thế? À, em uống mấy viên thuốc cảm ấy mà. Dạ, thưa bác sĩ, tôi xin bác sĩ hãy giữ bí mật chuyện này. Tôi không muốn vợ tôi bị ám ảnh thêm nữa. Cậu yên tâm. À, cảm ơn bác sĩ ạ. Em thấy đỡ nhiều chưa? Mình ly hôn đi anh. Em sắp phát điên rồi. Em bình tĩnh lại. Em bị như thế này là do áp lực từ công việc. Anh và Thủy đều hiểu và không trách móc gì em cả. Bây giờ ấy, là lúc em phải nghỉ ngơi, tẩm bổ để lấy lại sức khỏe. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh vẫn mãi luôn ở bên em. Tình hình là như vậy đấy. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Tôi xin lỗi, tôi nghe điện thoại đi. Alo, họp khẩn á? Cô bảo với thư ký của tôi ấy, chuyển cuộc họp vào sáng mai đi. Bác sĩ tâm lý giỏi mà cậu nhờ tôi tìm giúp, tôi đã tìm được rồi. Đây. Cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép tôi về đấy ạ. Ơ kìa, cuộc họp đã hủy rồi, cần gì phải gấp gáp như vậy? Chả giấu gì bác sĩ, tôi vội về để nấu cho vợ tôi bát canh đông trùng hạ thảo, bồi bổ cho vợ. Với lại tôi thấy khoảng thời gian vừa rồi tôi đã quá mải mê trong công việc và đã bỏ bê vợ tôi quá lâu bác sĩ ạ. Cậu cố gắng nhé. Tình yêu và sự quan tâm của cậu chắc chắn sẽ làm bệnh tình của cô ấy thuyên giảm. Cảm ơn bác sĩ.